Có một bạn á comment á hỏi mình á, thì trên tinh thần học hỏi, bạn hỏi mình như thế này: thấy anh nói hay quá mà anh đổ gà có chắc ăn 100% không? Mình nói với bạn như thế này nè, mình cũng xin kính thưa với anh em như thế này nè, là trong cái môn gà này đổ ra, nếu mà ai mà nói mà chắc ăn á, thì mình để người đó đó. Chứ gà vịt á thì gà mình hay sẽ có gà người khác hay hơn nha anh em đó. Thì mình nói anh em vậy đó, mình á thì mình đổ không có đổ về số lượng nha anh em. Đây con, để mình đi ra giường cho anh em coi đó. Hai con gà trống này nó lớn như vậy nhưng mà mẹ nó thì mới bắt đầu là chịu trống nha anh em, mình để cho mẹ giữ con không à ha. Đây đây là con gà mái, mình cũng giữ đàn con nè đó, nhà nhỏ xíu đi ngoài bờ ha. Thì mình nói với bạn vậy để mình cho bạn coi số lượng gà mái của mình đổ ha, thì hai con rồi ha. Và mình còn hiện tại là mình còn 4 chỗ đổ đổ cho mình ha, người nhà mình đổ cho mình ha. Đó. Đó. Thì mỗi người đổ khoảng dài thêm vài con mái nữa ha. Đây là con mái thứ ba nha anh em ha. Đây con nọc của mình, nọc cùi, gà chó, gà phở bạn ơi ha. Rồi đi ăn đâu rồi, anh quay cho người ta xem ha. Con này gà giáp của mình, giáp gặt ha. Ha, ha. Đây gà nọc của mình ha. Ôi gà cùi á anh em ơi. Gà phở, gà chó không anh em, gà vườn. Đây gà mái mình ha. Mái của mình đang nghỉ nè ha. Bỏ rồi hư rồi, mình đang cho nghỉ nè ha. Mái ô bông chân trắng ha. Điểm. Đây, mái của mình đây, đó thì anh em cứ coi là số lượng mái ha. Mái đây. Ha. Mái đẻ đó ha. Mái đẻ đó ha. Anh em cứ nhìn ha. Đó. Gà tơ con, gà giò giò của mình thôi mà, còn gà tơ thì nó hơi quá ha. Chứ để anh em nói mình hỏi gà mình thì không có nói ăn 100% gì ha, nhưng mà đủ để cho anh em người ta, khách hàng của mình người ta tin tưởng, người ta chơi ha. Đây gà này của mình 5 tháng gà nhốt vô ha. Đó tại vì nó đập mái sớm nên mình phải nhốt nó vô ha. Đó anh em cứ nhìn ngoài kia là một con mái nữa nè đó, mấy khác sữa của mình. Đó. Còn mấy con đi ăn đâu dưới nó không tiện đi. Đó, anh em thấy ha. Chuẩn bị đẻ. Anh em cứ nhìn nhà quan sát ha. Đây. Đó, đám gà giò 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 đó ha. Đó. Anh em quan sát ha. Đây, gà này cũng 4 tháng, tầm 4 tháng gà, 5 tháng gà nè. Đó. Thì mình thấy nó có dấu hiệu ve mái là mình phải cách ly nó ha nè. Nói nhiều khi anh em không tin, cái cỡ đó là nó bắt luôn rồi. Nhưng mà mấy gà này nó lọt trạng trong quá trình lai tạo á, thì con gà nó không có hoàn mỹ như ý mình ha. Đó, mái cùng cùng của mình thôi ha. Thì trong quá trình mình lai tạo á, nó không có được cái như cái ý của mình đâu, thì có con nhỏ ký, con bự ký ha. Thì của mình đó, đây á là bự ký là anh em này, người ta vô người ta lụm tóc hành nè ha. Thì giá mình dao động ha, mình có nói với anh em vậy, một vít, hai vít, ba vít, tùy theo cái con gà mình nhìn nó lọt con mắt hay không. Và anh em người ta bắt làm sao mà người ta thấy về người ta có lời ha. Thì mình đi quay xung quanh vườn của mình cho anh em coi là
với mình đổ với số lượng gà mái như vậy ha. Mà anh em nhìn coi là có gà trống bự không ha. Đây này với con đó. Ha. Gà mái thì tơ tơ và dọ lên thì mình ăn thịt ha, mình không có mấy ha. Đây anh em thấy không, gà không đạt thì nhốt sẵn đây, khách khứa tới anh em tới chơi thì thịt chén đó. Quay cho anh em coi số lượng gà của mình, anh em cứ nhìn thì có con gà nào lớn không ha. Trại mình thì xung quanh thì có mấy thằng cẩu giữ đó. Đây mái mình ha. Đó, mái gà này thứ hai đưa cho ông chú à. Đây tên à. Đó. Sau bảy thằng gà ha, để hồi nói anh em nói ấy. Đây mái đẻ của mình đây, bạn cứ đếm giùm đi ha, bao nhiêu con mái đẻ đó, mái giữ con ha. Ở lồng nó hai con đang giữ, một con, hai con, ba con. Gà của mình nè, gà này gà 3-4 tháng nè. Chứ bạn nói trên tinh thần học hỏi, bạn hỏi đổ chăm chăm nó hay. Đây máy của mình nè, đất này hai ổ trứng nó không đạt đó. Máy cựa của mình, máy này máy Mỹ, nói chung máy gà lai hết, có nhiều món ít thôi. Đây máy giữ con, các bạn cứ đếm số lượng gà ha, máy giữ con, máy giữ con, máy giữ con. Đây gà này của mình là gà tơ nè, thấy không, chân xanh chân vàng nè. À, tơ măng luôn nè. Gà mái này là chưa có đẻ nè, nó muốn có dấu hiệu là mái hả. Con này thì hồi nhỏ nó bị lươn dặn dò để nuôi đá lấu lấu chơi, còn con giò ha. Bạn cứ nhìn ha, đó. To đó, mái đẻ nè, 1, 2, 3 nữa nè ha, đó, càng là giò không à. Đây rồi máy ấp ở trên này, đây máy đẻ, máy đẻ. Mấy con này á quậy quá đó, đây máy đẻ, máy đẻ, máy đẻ. Này ổ gà này xuống có hai con mái này đó, mà nó mổ con quá nó quậu mấy nhà ngoài đá ha. Đó, thì phải cho đi ha, để đi kiếm coi con gà cỡ này người ta đòi mới là, nhưng mình chưa bán. Ở đây mình nói thiệt với bạn, gà mình mà đủ ký ha là không có cơ hội để mà mãi ha. Đây đó, bạn nhìn gà đó đó, để đi đầu hướng này rồi. Cái cầu này thì giờ đi không được rồi, mình đi không được. Con gà mà bây giờ bạn hỏi đổ ra chắc ăn chăm chăm làm gì có bạn. Đây gà tôi đi cân thịt còn có mà không đạt bán ra thị trường làm gì anh em ha. Ở trong đó của tôi ba gà tơ úp sẵn nè, thứ hai tôi giao trên Sài Gòn cho ông chú đó. Đừng có hỏi tôi là bạn nói bây giờ đó, bạn đi hết vườn tôi ở đây của tôi là gà ở đây của tôi ăn gần một mẫu đất
Với bên kia hai con mới gôn anh rồi. Nó ăn. Mà thấy tôi nuôi cái môi trường gà không? Cỏ thì bao la không? Đây, mình quay con gà cho bạn. Đây, nó của mình nó to như vậy đủ chưa? Đó. Đây, còn được con này là cứng nhất nè. Đây, đó, đây cho bạn vậy đó. Con này là cứng nhất nè. Trả lời với câu của bạn ha. Không thua mình không biết thiệt. 100% là không có ha. Đó, con gà que đó là cứng nhất ha. Con gà xám này. Đó, một cặp. Đó là ở đời Bắc rồi đó. Gà đó mới có 5 tháng mấy à. Ha. Mình nói thôi anh không có chê cái mẫu này, anh đang làm cái mẫu này nó đẹp. Để anh làm ra anh đang hụt gà nọc hôm rồi á, đưa đi bãi giặt công rớt mấy con nọc ha anh em, thì mình mới giữ lại đó, thì mình nói với anh em vậy đó. Thì bạn đi đi, tôi đi hết giường thôi cho bạn thấy. Có bạn thấy con tôi nó thiệt bạn, gà tôi mà đổ nó đủ khung ký cho anh em người ta chơi là không có một dư một cái con nào đó. Một cái cơ hội nào mà để mà ấy ha. Hay tấn lên sắp tới đang gặp mấy tơ này để đẻ đây nè đó, thì anh bạn cứ nhìn thử coi là có con gà nào mà nó để nuôi già không. Tôi á chỉ có gà là tôi có bán hay không thôi ha. Có những con gà của tôi hết để tôi chơi rồi, mua tôi không có bán nữa đó. Nó con gà que nó vô chạy quay cận cảnh nó cho bạn nhìn, bạn đánh giá cái độ tơ của nó như thế nào ha. Đây đó, nhìn đi nha. Đó đã vô bắt rồi, que chân vàng xương điểm ha. Điểm le thơ vài cái à ha. Vàng xương luôn. Đó. Rồi nhìn đây. Xấu quắc à. Đó. Nhưng mà giờ vô đời bắt rồi. Đó. Nhưng mà nó là chưa che. Anh đang làm cái mẫu này. Đó. Cho nó giữ cái đám gà mái đều ngoài đây của mình. Nó không có dính máu. Đó. Đó. Que chân vàng xương điểm. Điểm mè mè đó. Đó, bạn nhìn cái cựa của nó coi, nó như cái mày ốc không đó. Mới được bằng cái hộp bắp à. Đó mà ta đã bắt của mình rồi đó. Rồi hỏi sao bạn hỏi mình con gà mình thì không có ăn gì hết á, nó thiệt gà mình cuồn không nè. Con này cũng tơ vậy nè, thứ hai là dao nè đó. Đó hồi anh em nói gà nào mà đổ ra mà chắc ăn 100% bạn. Phải có hay có dở đây tôi bán thịt luôn á. Gà không đạt thôi tôi bán thịt à. Nói gì vậy? Bây giờ tôi nói bạn vậy ha.
biết bạn nhìn sao ha. Những con nọc này ấy, thì theo bạn đầu tư nó khoảng bao nhiêu ha? Ở trong đây còn hai con máy đỏ nữa nè. Máy này của mình máy cỏ mấy giờ bạn ơi. Con này bán rồi nè, khách chung tiền rồi nè, gửi về bữa nuôi ha. Gà này nuôi cho mập mập lên rồi đưa cho ông anh. Con này thì chưa có sổ sẹt, là tại vì con gà này hôm trước á, là mình có làm cái clip con chị bệnh con gà, mình không dám bán anh em. Là vì sao? Vì nếu mà mình bán á, mà về con gà té gió là không được đó, làm ăn à. Thì con gà này mình phải sổ sẹt, nếu nó đạt thì mình ấy ha. Xám chân trắng điểm mờ ha, điểm hèo. Đây, nhổ con gà như vậy thì bạn nhìn cái mẫu thì bạn biết rồi ha. Đó, còn quan trọng là có tiền mình có bán hay không nữa kìa ha. Đó, gà này chạy ngoài bờ nè, người ta hỏi mua nè, mình chưa bán nè. Đó, mình không bán đó, thích để mình nuôi rách chơi ha. Hàng này hàng của mình, hàng cùi cùi bắp chơi à anh em ơi. Hàng khỏa đó, để nuôi chơi bậy chơi ha. Là chó đó. Con này thì một ít rồi, ba nốt nhạc ha. Này cũng vàng, cũng vàng đó. Có làm sao thì đó, bạn nhìn cái số lượng gà mái của mình như vậy đó ha. Thì bạn tự bạn đánh giá giùm mình đó đi ha. Mà gà mình không có gà cứng đâu bạn ơi đó, mình có gà cứng ở trong đó là gà mình để mình nuôi á, mình nuôi cho khách mối khách vip của mình á. Người ta hỏi mình á, người ta dặn mình để con nào anh chơi hay gì đó rồi thì mình nuôi từ to lên nó dạy cho người ta ha. Ha. Bạn thấy cái số lượng gà mình đổ gà mái vậy đó ha. Đâu phải rồi, nhiều khi anh em nói nghe giờ thằng nào nói giờ đổ gà ra ăn 100% rồi, chỉ tôi đi bao gà ăn nè, khỏi cần đổ 100% nó bao gà ra ăn giùm tôi đi. Tôi bán hết đất đai là tôi suốt một cái luôn. Cần gì ấy ha, quên nó chưa quay đây đó, con nữa đó ha. Đây, nó ấp bỏ rồi hư trứng nè đó. Anh nhìn gà mái mà thấy cái lưng không biết rồi ha, hàng gì rồi. À, con gà trống cũng 3 ký, 2-3 ký 3, không biết cái lưng bằng nó chưa nữa à, anh em. À, còn mày để mày còn ấp đây nữa hả, để sẵn quay luôn nè. Đây ổ nè, ổ nè, đẻ nè ha, ổ đẻ nè. Đó, quay cho anh em ta thấy ha. Thì bạn cứ nhìn cái số lượng gà vậy rồi bán gà tơ vậy ha. Gà không xài được ai bắt của anh em ha. Đây la la sẵn quay luôn đây đó, 4 tháng không mấy, 5 tháng gì đó, mà tính tháng rồi nhưng mà nó như vậy đó. Rồi phải nhốt nó, không có đập mấy con mái của mình nó hư hết. Rồi mình đổ thì dạng gà vườn gà cỏ ha anh em ơi, mình bán giá hợp lý cho anh em ta chơi ha. Chứ không có nhiều đó. Hồi nãy mày đi đâu rồi, quá rồi không? Còn con khác nữa đâu nữa rồi. Nhiều khi lên clip nữa không biết ông anh mình không có coi, không comment không ha. Đó, giờ quay bạn coi chơi đó, gà cú đó, đó ha. Tơ tơ là mình đã bán có 10 vít rồi anh em ha. Còn gà trung bày gà này nè, gà chuối đó mình cũng bán ông anh đó 10 vít đó
Tờ bán lúc 6 tháng nè. Chứ giờ bạn nói mình nghe không, bạn nói bạn hỏi bạn học hỏi mình hỏi đổ nghe nói hay. Đổ chắc ăn chăm chăm không mấy người vip vip. Mà sao bạn biết gà mình nó không đi những chỗ vip? Thấy không? Sao bạn biết gà mình không đi chỗ vip? Các bạn cứ đi ra coi đó. Thử coi. Chứ giờ bạn nói có nhiều khi giờ tôi nói bạn gà tôi 6 tháng 7 tháng gà sách từ đây đưa cho mấy đứa em ra ngoài nhà nó nuôi nuôi chừng 10 ngày sách nó đá luôn nó ăn luôn không tin đâu hả. Khi về nó nuôi sổ sổ hay hay lông cánh nó còn 4-5 cộng lông máu á. À, đó, bây giờ nè. Biết có đi ra bậy không nữa nè. Đây tôi lâu lâu người ta cũng lụm gà mái tôi ta ăn hoài à. Ăn gọng đó đi qua bển nó đẻ á. Người ta lụm mái mình ăn, lụm trứng mình ăn. Thôi. Hay làm phiền những anh em nghe clip ha. Mình cũng không có tham sân si với ai hết. Nói thì cái tốc độ mình ra gà rồi mình bán vậy thì anh em hiểu như vậy ha. Mình anh em thấy mình có đăng mình bán gà gì đâu. Ha. Nói chung là bán gà ai cũng có muốn tìm cái nguồn khách hàng mới hết á. Mình càng nhiều á thì mình càng sản xuất ra nhiều lên thì mình bán. Phải không anh em? Đó. Mình nói giờ mình nói thiệt luôn á, bây giờ người ta nói một câu gì nè. Gà que nãy đó. Nó hồi đã anh đổ cái cổ này đi anh thiếu gà nọc thì cái đám đầu trên nó bây giờ ráp vô gà nọc này đá lộn sùm hư gà hết không có được. Nó nói chứ tôi còn mua nổi già mua gì nổi không nó vậy á. Giờ mình đang nói chung là mình đang học nè, học nọc nè nó trên đệ tử mình nó rút nọc này về tại vì nó rớt nọc rồi mình phải đổ ra nè đó. Mình lấy con gà dắp chặt của mình ra mình đổ nè đổ là mình chấp nhận luôn á bự ký bán nhỏ ký chơi không đạt ăn thịt gà là phải vậy anh em phải thực tế như vậy. Tôi không có bán gà lỗi gà mà dẻo dẻo lượng á cái người xem ở trong đây người ta mua gà tôi cũng có tôi cho luôn gà tốt luôn á tôi nói thẳng luôn á tôi cho luôn mua gà tôi vài ba con tôi cho luôn để làm gì hay dở gì gà tật lỗi nó bán làm gì tôi cho mấy người khách hàng của tôi luôn về người ta đá chơi nói chung chơi vẫn được nhưng mà anh em cầm lên con gà tự nhiên cái lường nó ngoẹo tới ngoẹo luôn thì sao ví dụ như gà nó cục giò đó tôi còn để tôi nuôi tôi đi đá lấu chơi đá giày xị bắt sát chơi đó, nó què cái giò không ăn thịt á chắc gì ăn người ta nhưng mà gà mình đổ ra mình dám chơi ha mình thông báo mình nói với anh em vậy ha máy mà hiện tại máy ô trắng này mình mấy con nha đó nha ô chân trắng đó. Điểm rồi cảm ơn những anh em đã xem và nghe clip của mình ha làm phiền các anh em nhiều để mình trả lời cho các bạn đó nghe hợp lý nhiều khi ấy ha đó mình đi thì cũng mệt cũng thở gà mình thì hoàn toàn là đó mẹ giữ con không ha.
nhưng sản phẩm mình ra mình nói ừ cái đám máy đó là đám máy đó, anh em hiểu không? Không phải đám máy đó thì không phải đám máy đó. Có đám nào không biết hay nó ừ nó lộn xộn trộn vô không biết vậy ha. Thằng ái chào hỏi anh em nha.